Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về tỉnh thất bồng lai cho đến ngày hôm nay, theo như thượng tọa Thích Thiện Tài nói á, thì nó đã đi quá xa rồi, xa đến nỗi là những người trong cuộc không thể dừng lại được. Bởi vì phía YouTuber Nguyễn Xin á, cũng như là các vị trong tỉnh thất bồng lai, tất cả đều có khả năng là sẽ bị vi phạm pháp luật. Cụ thể á, đối với anh Nguyễn Xin á, thì anh ấy đã cung cấp những cái thông tin cá nhân của người khác khi mà chưa có sự đồng ý của đương sự. Và những cũng cũng vì cái lẽ đó đó, mà nếu mà đó là sự thật thì phía tỉnh thất Bồng Lai cũng sẽ gặp rắc rối, bởi vì luật pháp có quy định rõ ràng về cái tình trạng loạn luân. Cụ thể cho từng trường hợp như là anh chị em cùng cha cùng mẹ nè, hay là cùng cha khác mẹ, rồi cùng mẹ khác cha, rồi cha mẹ với con cái, hay ông bà với cháu. Nếu đã đủ tuổi vị thành niên á, tức là từ 18 tuổi trở lên á, thì có thể bị tù từ 1 đến 5 năm. Rõ ràng á, cả hai phía đều có khả năng vi phạm pháp luật. Nhưng mà cũng cần phải nói thêm á, là YouTuber Nguyễn Xin có nói á, là sẽ cung cấp thêm những cái bằng chứng khác về ông cụ Lê Tùng Vân. Thì theo như trên Facebook cá nhân của Nguyễn Xin đã viết á, thì gần đây có cái sự việc còn rắc rối hơn nữa. Các bạn có thể tìm hiểu từ trên trang cá nhân của Nguyễn Xin nha. Thì nhân đây mình cũng xin chia sẻ với mấy bạn á, là những cái thông tin này còn là những thông tin ở trên mạng xã hội, chưa có thông tin nào gọi là chính thức hay là chính thống nha các bạn. Chưa có một cái tờ báo gọi là báo chính thức như là Tuổi Trẻ, Thanh Niên hay là những cái tờ báo uy tín. Do đó khi mà chúng ta tiếp nhận thông tin này chỉ coi như là thông tin tham khảo thôi nha. Và những thông tin mình cung cấp ở trên đây cũng vậy, mình không có đảm bảo nó là thông tin đúng sự thật 100% các bạn. Đây chỉ là những cái chia sẻ khi mà mình biết được những cái tin tức này thôi, chứ nó không phải là đúng hết, không phải là hoàn toàn sự thật nha. Xin mọi người lưu ý khi mà mình tiếp nhận những thông tin này. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.